Thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, có thể thấy so với năm ngoái, 6 trên 9 môn tăng điểm từ 0,06 đến 1,04. Vâng, và cũng theo dự đoán của các chuyên gia tuyển sinh thì điểm chuẩn đại học có thể tăng ở nhiều tổ hợp và đặc biệt là khối C00. Cụ thể, 6 trên 9 môn tăng điểm gồm toán, ngữ văn, vật lý, lịch sử, địa lý và tiếng Anh, mức tăng từ 0,06 đến 1,04. Môn tiếng Anh tăng ít nhất và địa lý tăng mạnh nhất. Điểm trung bình tăng ở từng môn khiến điểm trung bình một số tổ hợp xét tuyển đại học đi lên. Trong đó, tổ hợp C00 văn sử địa tăng mạnh nhất từ 18,97 lên 20,95 điểm. Các tổ hợp khác như toán lý hóa, toán lý Anh, toán văn Anh cũng tăng từ 0,2 đến 0,13. Riêng tổ hợp toán hóa sinh, điểm trung bình giảm nhẹ. Theo các chuyên gia giáo dục, nếu không có biến động lớn về tỷ lệ chỉ tiêu, danh sách điểm thi tốt nghiệp, điểm chuẩn đại học năm nay sẽ cao hơn năm ngoái 1-3 điểm ở tất cả tổ hợp. Điểm chuẩn tổ hợp D01, C00 thường dùng để xét tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, kinh doanh quản lý, dịch vụ có thể tăng mạnh nhất. Hiện nhiều trường đại học cũng đã lần lượt công bố điểm sàn, nhìn chung có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành, nhóm trường. Đây sẽ là căn cứ để thí sinh xác định đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian từ 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Sau một năm triển khai các chợ phiên OCOP trên nền tảng TikTok Việt Nam, đã có hơn 800 phiên livestream đạt 1,4 tỷ lượt xem. Qua đó đã hỗ trợ cho hơn 3.000 chủ thể OCOP trên cả nước làm quen với kinh doanh trực tuyến. Vâng, và hiện nay thì cả việc tiêu thụ sản phẩm nông sản ở trên các sàn thương mại điện tử giúp xây dựng thương hiệu, quảng bá và mở rộng thị trường cho các sản phẩm OCOP của các địa phương. Trong năm 2024, OCOP vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của TikTok với các hoạt động đồng hành, đào tạo và hỗ trợ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương phát triển kinh doanh trên nền tảng số. Việc bán hàng trên TikTok sẽ giúp các doanh nghiệp tiếp cận một cách nhanh nhất với chi phí marketing thấp, đồng thời mở rộng được thị trường. Sàn thương mại điện tử thì nó sẽ rất là tốt, nó tiếp cận đến một cái lứa tuổi trong tệp gia đình rất là tốt, và cái lứa tuổi này thì là hiện tại là lứa tuổi đang được TikTok tập trung và phát triển, cũng như là sản phẩm OCOP là cái sản phẩm được TikTok phát triển và tài trợ. Cá nhân em thấy là nếu như các sản phẩm này bán trên TikTok Shop là sẽ là những cái sản phẩm sẽ mang đến những cái giá trị lợi ích rất là to lớn đối với bà con. Đối với thời kỳ này ấy, thì bán hàng online là một lợi thế. Thì trong đó là TikTok là một kênh bán hàng. Thì tôi nghĩ là để mà bán được hàng được kênh TikTok ấy, thì các doanh nghiệp là cần hiểu rõ về các cái thuật toán, các cái quy định về bán hàng. Nền tảng số là một trong những cái công cụ mà cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với khách hàng, với lại kênh phân phối một cách nhanh nhất và chi phí marketing là thấp nhất, và nó đem lại hiệu quả. Từ đó nó sẽ giúp doanh nghiệp giảm được cái giá thành sản xuất và tăng cái hiệu quả, cũng như là giúp doanh nghiệp của các bạn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Công ty cổ phần 70 hiện đang kinh doanh 4 mặt hàng trà thảo mộc, bán hàng theo hình thức hoàn toàn online. Năm 2023, công ty này đã bán 1 triệu sản phẩm trên nền tảng online. Phía công ty cho biết với những sản phẩm thảo dược, đặc biệt là chứng nhận OCOP, đang được TikTok quan tâm hỗ trợ rất nhiều. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đơn vị gặp phải đó là niềm tin của người tiêu dùng khi triển khai bán hàng trên nền tảng số. Chúng tôi hiện đang hoàn toàn là online, thì sẽ tiếp cận được rất là nhiều người khắp các tỉnh thành, thậm chí là trong và ngoài nước, thì sẽ đỡ tốn cái chi phí là cửa hàng này, đại lý này. Và chủ yếu khi mà khách hàng mua thì sẽ từ vùng nguyên liệu đến nhà máy, và từ nhà máy sẽ đến tay người dùng luôn. Tối ưu rất là nhiều, không qua những cái đại lý hay là cửa hàng, thì sẽ khiến cho người dân mua một cái mức giá nó phù hợp hơn. Cái khó khăn thì mình thấy là thứ nhất là nó cũng là cái điều quan trọng nhất, là cái niềm tin của khách hàng khi mà mua online thì nó chưa được cao. Bởi vì là từ xưa đến nay khi mà mạng xã hội đang phát triển ấy, thì có một số những cái đơn vị bán hàng họ chưa bán hàng chuẩn chỉ, nhưng mà hiện tại thì TikTok Shop hay là Shopee, thậm chí là cả Facebook, họ đã có những cái chính sách rất là chặt chẽ để bảo vệ người tiêu dùng. Ngay lúc này, chuyển đổi số đang là yếu tố vô cùng quan trọng đối với ngành nông sản và thực phẩm. Cùng với sự phát triển chóng mặt của các nền tảng thương mại điện tử, người tiêu dùng đã và đang có xu hướng chuyển sang hình thức mua hàng online bởi sự tiện lợi mà nó đem lại. Nếu biết cách khai thác tối đa lợi thế của TikTok Shop, thì nền tảng thương mại điện tử này sẽ trở thành gà đẻ trứng vàng cho người làm kinh doanh tại Việt Nam nói chung và các hợp tác xã nói riêng. Hiện nay đang vào vụ cá nam ở nhiều làng chài ven biển dọc miền Trung. Những ngày này, nhiều tàu trở về sau các chuyến biển xa đều đầy ắp cá tôm. Ngư dân phấn khởi vì được mua cá.
Ghi nhận sau tại cửa biển Mỹ Á, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Cảng Mỹ Á những ngày này, tàu đánh bắt hải sản vùng biển xa bờ trở về khá nhiều. Ngư dân Nguyễn Thành Sơn sau khi đưa tàu cập cảng là chuyển cá lên bờ. Những chuyến biển trở về, các tàu có rất nhiều loại cá, như cá cờ trừng 50kg và khá nhiều cá ngừ sọc dưa, cá ngừ trù và cá thu. Tháng này là đi ở cái vùng biển là phía nam của Hoàng Sa. Nói chung là thời tiết thì cũng êm thuận lợi để đánh bắt thì cũng đạt được mong muốn. Trên phiên biển tháng này là cũng làm anh em thu nhập về khoảng tầm 300 mấy đến 400 triệu. Không chỉ ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa mà nhiều tàu đánh bắt ở quần đảo Trường Sa trở về cũng đầy ắp cá. Vùng biển này là 20 ngà, quán bác trường ở Trường Sa đó. Nhưng mà về đây là cửa được chọc tắn có dưa, có dưa là có giòn, có cờ đó, có chúa. Với giá bán tại bến, cá cờ từ 40 đến 50 nghìn đồng một kg và cá ngừ là từ 30 đến 35 nghìn đồng một kg là không cao. Nhưng đánh bắt đạt sản lượng khá nên thu nhập của ngư dân ở vùng biển Mỹ Á được cải thiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, việc thành lập nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã góp phần đáng kể trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động, đồng thời tạo môi trường làm việc công bằng, an toàn. Và mỗi người chạy xe như là một người kể chuyện, giúp quảng bá hình ảnh của con người và văn hóa của xứ Trầm Hương. Vâng ạ, tuy nhiên thì sau một thời gian đi vào hoạt động cho thấy không ít những người lái xe xích lô không chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và gia tăng ùn tắc khu vực nội thị. Bắt đầu từ 18 giờ tối, dạo quanh một vòng thành phố Nha Trang, nhất là dọc các tuyến đường trung tâm thành phố như Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật sẽ không khó để bắt gặp các hình ảnh như thế này. 2-3 xe xích lô dàn hàng ngang chiếm hết một làn đường, trong khi đó mật độ phương tiện và người đi bộ lưu thông khá đông đúc. Không chỉ vậy, tình trạng chạy ngược chiều, thậm chí chạy ở tuyến đường cấm cũng diễn ra rất ngang nhiên, dù người lái xích lô nào cũng biết có quy định cấm. Nghe nói là có cái bảng khu vực cấm, nhưng mà cái này là tôi chở hai người Hàn Quốc. Người ta nhu cầu người ta tới cái điểm chợ đêm để người ta tham quan cái chợ đêm. Nên là người ta nhu cầu thì rồi tôi chở người ta. Biết rồi, nhưng mà đại khái là giờ khách mới chở xuống là đây là bỏ xuống biển tắm này. Thì là mới chở xuống là mới bị, chứ không em đâu chạy đường này. Không chỉ đi ngược chiều, đi vào đường cấm, phóng nhanh, vượt ẩu gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, mà giá cước xích lô cũng rất phong phú. Theo tiết lộ của một thành viên trong nghiệp đoàn, hiện nay do không có thiết bị để tính giá theo km như các loại hình taxi, Grab, nên mỗi người lái xích lô tự đưa ra một giá. Để chấn chỉnh tình trạng này, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Nha Trang đã tổ chức đợt ra quân xử lý hoạt động đối với loại hình xe xích lô. Theo ghi nhận, trong những ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm đối với 35 trường hợp. Ra quân và tăng cường tuần tra kiểm soát nhiều đợt, xử lý rất là nhiều lần. Tuy nhiên thì vì là người lái xe thì vì nhu cầu, mục đích cá nhân và cũng như kinh tế thì đã không chấp hành cái việc là coi như là đưa các phương tiện đi vào các cung đường chính thức mà đã đi vào cái đường biển, đường đoàn phố, đường cấm. Là một sản phẩm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Nha Trang, ngày 22 tháng 12 năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang đã thành lập nghiệp đoàn xích lô du lịch Nha Trang. Ban đầu có 5 tổ với 264 đoàn viên, đến nay đã có 600 xe gia nhập nghiệp đoàn. Số lượng người tham gia tăng vọt trong một thời gian ngắn khiến công tác quản lý hoạt động của xích lô trên địa bàn thành phố đang phải đối mặt với nhiều bất cập. Để loại hình này tiếp tục là một sản phẩm du lịch tốt phục vụ du khách, nhất là khách quốc tế, thiết nghĩ thời gian tới, lực lượng chức năng cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý các hành vi vi phạm đối với người lái xích lô. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng cần nghiên cứu hình thức quản lý phù hợp để hướng tới xây dựng thương hiệu xích lô Nha Trang, góp phần làm sinh động thêm những sắc màu du lịch thành phố biển.